Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đến với cơ sở là gỗ Mạnh Sơn Em ạ. Hôm nay cơ sở là gỗ Mạnh Sơn Em xin giới thiệu đến cả nhà một mẫu đạt ma ngồi thiền, chất liệu là gỗ lu hương, chất lu giọt nước cực kỳ đẳng cấp cả nhà nhá. Sản phẩm được đục tứ diện hoàn toàn bằng tay, rất là kênh bong ạ. Có chiều cao 1m27, chiều rộng 1m1 và chiều dày là 30 phân. Gỗ cực kỳ là cân kiện đấy ạ. Và em sẽ xoay vòng cả nhà cùng ngắm qua từng chi tiết của siêu phẩm này nhá. Đó, cả nhà ngắm qua một lượt ạ. Cực kỳ tuyệt vời luôn. Chất lu giọt nước rất là hiếm. Bây giờ phôi gỗ còn nặng khoảng gần một tạ nữa ạ, rất là nặng. Và ngay bây giờ em sẽ đưa camera lại gần để cả nhà ngắm từng chi tiết của siêu phẩm này ạ. Đầu tiên là cụ đạt ma đây, dáng thế cụ ngồi thiền cực kỳ tuyệt vời luôn cả nhà nhá. Đó, rất là tĩnh tâm, rất tĩnh tâm ạ. Diện mặt do nghệ nhân túc một về đạt ma em đục đấy ạ, làm chuỗi tràng hạt rất là tỉ mỉ cả nhà nhá, chặt tỉa từng ly từng tí một đấy ạ, gân tay gân chân, vạt áo làm cực kỳ luôn. Em vẫn để nguyên cả vỏ gỗ này, đó, chất lưu giọt nước ở đây không ạ, chất lưu giọt nước cực kỳ quý hiếm luôn. Chất lưu cực kỳ quý hiếm đấy ạ. Đây, vỏ gỗ em vẫn để nguyên luôn này, vẫn để nguyên vỏ gỗ phần thân cây nhá cả nhà nhá. Đó, rất là tuyệt vời. Đây, vẫn phần nguyên vỏ gỗ ở ngoài đấy ạ. Và đẳng cấp đấy ạ, đẳng cấp tiếp theo đó là tán tùng. Tán tùng cũng do nghệ nhân top 1 về tán tùng bên em đục ạ. Một tác phẩm do hai nghệ nhân đục cả nhà nhá. Một tác phẩm do hai nghệ nhân đục đấy ạ. Các mấu lối này, các tán tùng đều được chặt tỉa cực kỳ kênh bong luôn. Rất là kênh bong đấy ạ. Kẻ thấy không? Cực kỳ tuyệt vời. Các cành lá đan xen nhau rất là đẳng cấp đấy ạ. Đằng sau đây, đằng sau gỗ cực kỳ luột cả nhà nhá. Có cả hoa lu đấy ạ, hoa lu ra cả đằng sau luôn. Gỗ luột chảy rất là tuyệt vời. Cực kỳ đẳng cấp để xứng đáng là một siêu phẩm có 102 thị trường. Thân cây này, uốn cong rất là cần cỗi cả nhà nhá. Đó. Xứng đáng là một siêu phẩm có 102 đấy ạ. Và để giao tốt của sản phẩm này thì cả nhà vui lòng liên hệ cơ sở gỗ Mạnh Sơn Em qua hai số điện thoại 083-55567 hoặc 0345-72-76 ạ. Hoặc là thể đến trực tiếp cơ sở đồ gỗ Mạnh Sơn bên em tại địa chỉ 125A Thiết Úng, Vân Hà, Long Hèo, cả nhà nhá. Cơ sở bên em làm tại làng nghề có truyền thống hơn 300 năm về làm tượng gỗ rồi ạ. Rất là mời cả nhà đến với cơ sở bên em tham quan và thưởng lãm các siêu tác phẩm ạ. Em xin chào cả nhà.